Bạn đang nghe từ Ibu, tác phẩm muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyễn Phong. Độc quyền tại Ibu, Muôn kiếp nhân sinh là một tác phẩm của tác giả Nguyễn Phong viết từ năm 2017 và đến đầu năm 2020 mới hoàn tất. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống của người bạn tâm giao lâu năm của tác giả là ông Thomas, một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York. Với các bạn đọc có hứng thú về chủ đề tâm linh, luân hồi nhân quả hãy trải nghiệm ngay nội dung hấp dẫn trong quyển sách để cùng xem những thông điệp quý báu mà tác giả muốn truyền tải cuốn sách muôn kiếp nhân sinh sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức mới mẻ về quá khứ hiện tại và tương lai từ đó dẫn dắt ta triệm nghiệm về quy luật vẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống là luật luân hồi và luật nhân quả cũng như nhắc nhở cho ta quy luật tự nhiên của đời người không thể thay đổi sinh lão bệnh tử nội dung sách gồm phần mở đầu và bảy phần có chủ đề khác nhau Mở đầu cuốn sách là cuộc đối thoại của đại diện cho phía tâm linh hòa thượng thánh nghiệm với đại diện cho phía khoa học vị giáo sư Ye, phi hành gia Edgar Mitchell, Thomas và chính tác giả. Theo ông, khoa học như cuộc sống, nó luôn luôn vẫn động và biến đổi. Thế giới quan của chúng ta luôn thay đổi, nay đây mai đó, những học thuyết được xem là đúng cũng sẽ bị phủ định. Cách đây không lâu chúng ta đã cho rằng vật thể nhỏ nhất trên thế giới là phân tử molecule, nhưng không lâu sau đó, chúng ta lại tìm ra một nguyên tử là vật thể nhỏ nhất. Hiện nay, chúng ta biết rằng nguyên tử không phải là nhỏ nhất mà còn có những hạt lượng tử nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn theo góc độ triết học vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy. Từ cuộc gặp gỡ tiền định đó tại Đài Bắc năm 2008, một bộ phim về tiền kiếp của đời người đã được tái hiện lại sống động trên từng trang giấy của muôn kiếp nhân sinh một trong số những tiền kiếp trước nhân vật chính của cuốn sách thomas đã kể rằng mình đã từng sống ở lục địa atlantis thomas được sinh ra tại xứ aria được bảo bọc trong sự nuôi nấng của một gia đình quyền quý atlantis được biết đến là một vùng đất cổ xưa giữa đại tây dương là cái nôi của nền văn minh được thuật lại như là nơi sống của những á thần con người được lai tạo với các loài thú. Câu chuyện được tiếp tục kể về một trong ba quốc gia coi trọng tôn trọng tâm linh, giới luật và sở hữu một sự tiên tiến mà trong thời này được coi đó là phép lạ, nhưng con người ở nơi đây lại không có tình thương và sự đồng cảm với nhau. Trong quá trình tìm kiếm năng lực siêu nhiên vốn chỉ truyền lại cho các do sĩ đến thời Thái Dương, Thomas đã bị u mê trước sự chiếm đoạt đó, khao khát sở hữu mà quên đi bản chất của năng lực siêu nhiên ấy ông đã không kiểm soát được dục vọng, sự tham lam, sự ích kỳ độc ác của bản thân và đã sấn thân vào những nghi lễ thờ cúng man rõ, tế xúc vật, sau đó ông chết và học được bài học về tình thương, có trách nhiệm với mọi người và phải sống an lạc không vụ lời. Tuy ở Atlantis ngày càng phát triển nhưng bản chất của con người lại bị suy thoái. Vì đời sống không có tình cảm, các quốc gia gây chiến với nhau, đàn áp và bốc lột một cách tàn bạo. Đến cuối cùng, Atlantis bị chôn vùi bởi một trận động đất. Mặc dù Atlantis bị chôn vùi, nhưng vẫn còn một số người đã may mắn thoát chết, được chọn để sống sót, tìm vùng đất mới để xây dựng lại nền văn minh mới của mình, đó là Ai Cập. Từ đây, Thomas lại tiếp tục kể về tiền kiếp của mình từ con của một nô lệ vươn lên thành một vị Pharaoh. Nhưng một lần nữa, Ai Cập và Thomas lại đi vào vết xe đổ của Atlantis và tất cả chỉ còn lại sự đổ nát và nghèo đói qua lời thoại của nhân vật thomas ta đã hiểu rõ hơn về thành trụ hủy diệt hay như ông bà ta thường nói sinh lão bệnh tử con người chúng ta có xu hướng sợ đối mặt với cái chết nhưng ta có thể hiểu rằng cái chết chỉ là cuối cùng của chu kỳ diệt và rồi một chu kỳ mới sẽ được bắt đầu lại cái con người cần học thì nhiều vô số kể và mỗi người có một bài học riêng việc của ta là phải học triệu nghiệm ra những bài học cho nhiều kiếp sau vì có người phải trải qua nhiều kiếp mới học được có người học được ngay. Và thường người ta sẽ phải trải qua đau khổ mới học được bài học mới còn nếu như mãi không chịu nhận ra điều đó, đau khổ sẽ ngày càng nhân lên cho đến khi nhận ra mới thôi. Qua cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh này, độc giả sẽ thấy rõ ràng về sự hiện hữu của luật nhân quả. Những việc ta đã làm đó là cái nhân và đến một ngày ta sẽ nhận được kết quả không ở kiếp này thì cũng phải nhận ở kiếp khác. Nhận thức của ta ở hiện tại cũng từ kiếp trước mà thành nhưng trong quá trình tiến hóa có người giác ngộ, có người vẫn cứ u mê không học được gì. Đồng thời, muôn kiếp nhân sinh cũng khẳng định luật luân hồi có tồn tại. Con người sẽ được tái dinh ở thế giới khác và sống tiếp vai trò của mình ở trình độ cao hơn nếu đã rút ra được những bài học. Những người chưa học được phải trải qua nhiều kiếp ở thế giới này để học được những gì ta chưa học được. Vòng luân hồi sẽ không bao giờ kết thúc, kéo dài và mãi mãi liên tục những người bị lạc lõng bơ vơ tại đây phải trải qua quá trình đau khổ bất tận để chờ ngày được tái sinh biết lấy yêu thương làm gốc ở những giai đoạn quan trọng nhất trong đời thì sẽ đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn ngoài ra tác giả cũng chỉ ra cách phát triển lòng yêu thương thông qua thiền định để tâm được bình an tự tại kiềm chế những thói quen xấu từ đó xóa bỏ bản ngã của mình tất cả đều hướng từ tâm biết rõ nguồn gốc thiêng liêng của chính mình thì mọi câu hỏi sẽ được giải đáp Cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong ra đời đúng vào hoàn cảnh thế giới và lòng người đang loạn lạc. Các bạn nên đọc cuốn sách này để sống chậm lại một chút và chiêm nghiệm, để bạn có ý thức hơn về những việc bạn sẽ làm, về giá trị của tình yêu thương bạn sẽ có thêm muôn sống khác đi một chút để yêu thương nhiều hơn và biết đâu nó sẽ giúp bạn có thêm động lực mạnh mẽ để thay đổi số phận của bản thân. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ibu đến hết video này. Một subscribe và một like của các bạn là động lực để Ibu có thể ra nhiều cuốn sách hơn. Xin cảm ơn.